Xin chào các khán giả của bình luận viên Trần Hùng. Trong clip này, ngôi sao đang nổi như cồn sau chiến thắng gần đây, Martin Bacole kể ra ba đối thủ mình hướng tới. Nhà vô địch hạng cân dưới tiếp tục mời chào Deontay Wilder thi đấu và phản ứng chính thức của Bọc Đồng. Anh em đừng quên ấn like video và đăng ký hai kênh mới, bình luận viên Trần Hùng tin tức khám phá và nghệ thuật chiến đấu. Martin Bacole đã tiết lộ ba đối thủ mà anh nhắm đến sau khi hạ gục Jared Anderson. Tay đấm hạng nặng người Congo, 31 tuổi, đã giành được chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp của mình tại Los Angeles trong trận đấu phụ của sự kiện Israel Makhachev với Terence Crawford. Bacole đã hạ gục Anderson đầy triển vọng chỉ trong 5 hiệp. Sau chiến thắng này, Martin Bacole đã được chào đón như người hùng ở quê nhà, được Tổng thống Congo đón tiếp tôn vinh. Và trước mắt Bacole sẽ là những trận đấu hàng đầu. Hiện tại thì Bacole đang nhắm đến sự kiện tái đấu giữa Fury với Usyk vào cuối tháng 12 năm nay. Còn đối thủ của anh sẽ là ai? Nhiều người cho rằng đó có thể là Gerald Miller, võ sĩ có biệt danh bé bự đã hòa trên thế thắng trước Andy Ruiz và nhiều khả năng cũng sẽ góp mặt tiếp tục trong sự kiện Fury Usyk 2. Nhưng Bacole thì lại muốn những cái tên khủng hơn. Anh muốn Joseph Parker, Ajit Kabayan hoặc Zilei Zhang. Cả ba cái tên kể trên đều cùng hạng với Bacole. Có lẽ bốn người này chỉ xếp sau một chút so với Usyk, Fury và Joshua, được coi là những võ sĩ hàng đầu thế giới hiện tại. Bacole nói: "Hiện tại tôi muốn những người ở đẳng cấp của tôi, những người mà tôi được phép đấu, vì hiện tại tôi đang đứng thứ 6 trong top 10. Tôi muốn đấu với một người từ hạng 7, 8, 9, 10. Tôi sẽ nhắc đến Zhang. Đó sẽ là một trận đấu hay. Tôi muốn knock out anh ta. Tôi sẽ nhắc đến Kabayan. Đó là một trận đấu lớn, một trận đấu hay. Và tôi cũng muốn Joseph Parker. Đó cũng là một trận đấu hay. Và đó là ba cái tên tôi sẵn sàng để chiến đấu trong thời gian tới." Trong số ba cái tên kể trên, Parker và Ajit Kabayan chưa thấy ý kiến gì, còn Zilei Zhang đã phản hồi Bacole. Võ sĩ người Trung Quốc gần đây nói rằng: "Ai cũng muốn knock out tôi, nói rất nhiều trước trận, nhưng tôi sẽ knock out Bacole trong vòng 5 hiệp mà thôi." Bây giờ người hâm mộ đang rất mong một thông báo chính thức về cặp đấu Zilei Zhang với Bacole, và hai võ sĩ còn lại Parker và Kabayan đấu nhau cũng sẽ là một cặp đấu trong mơ. Thêm một thông tin liên quan đến Bacole, võ sĩ người Congo này ngày càng nhận được sự đánh giá cao từ các chuyên gia và người hâm mộ. Gần đây nhất, võ sĩ hạng nặng người Anh Dave Allen đã chia sẻ quan điểm của mình với những lời khen Bacole nức nở. "Tôi nghĩ Martin Bacole là võ sĩ hạng nặng giỏi nhất thế giới. Tôi nghĩ anh ta có thể đánh bại tất cả. Tôi đã nói điều này trước đây rồi. Anh ấy rất to lớn nhưng lại rất nhanh. Jared Anderson to như vậy, nhưng Bacole khiến cậu ta trông như một đứa trẻ. Thật sự giống như một đứa trẻ vậy. Trước đây Bacole không to đến như vậy. Cậu ta đã nặng lên rất nhiều. Thật sự thì trông hình thể của Bacole cầm cành, không có phong độ. Nhưng vào trận cậu ta lại quá nhanh. Điều tôi rút ra được từ trận đấu đó là tôi không thể tin một người đàn ông có kích thước như vậy mà có thể tung ra 6 hoặc 7 cú đánh cùng lúc. Tôi đã đấu Usyk, đấu Fury, và không ai trong số họ có thể tung ra những cú đánh như vậy. Bacole sẽ đánh bại Usyk. Tôi không nghi ngờ gì cả. Anh ta quá to lớn. Anh ta hoàn toàn ngoài tầm của Usyk. Người duy nhất tôi thấy có thể gây rắc rối cho Bacole là Zhang Zilei, vì anh ta to lớn ngang ngửa Bacole. Ngoài ra có thể là Fury hay Joshua." Những lời khen này chắc là làm Bacole nổ mũi mất. Anh em hãy cho nhận xét về Bacole và những nhận định tương quan trận Bacole với Usyk trong phần comment nhé. Ở phần tiếp theo, cập nhật về Deontay Wilder, cựu vô địch hạng nặng WBC đang bị réo gọi bởi một nhà vô địch hạng dưới. Lawrence Okoli tiếp tục mời gọi Deontay Wilder đấu với mình để cạnh tranh cho chiếc đài WBC hạng cân mới Bridgeweight từ 91 đến 102kg. Tay đấm 31 tuổi này đã giành được danh hiệu Bridgeweight WBC, vốn là hạng cân còn ít được biết đến, khi anh đến Ba Lan và gục Lukas Rozanski chỉ trong một hiệp. Sau khi chứng kiến Wilder bị Zhang Zilei hạ gục
và có khả năng kết thúc sự nghiệp hạng nặng hàng đầu ở tuổi 38. Laurence Okoli đã hy vọng rằng cựu vô địch hạng nặng WBC sẽ cân nhắc hồi sinh sự nghiệp bằng cách giảm cân và thách thức danh hiệu của mình. Okoli nói, tôi nghĩ đó sẽ là một trận đấu tuyệt vời. Anh ta luôn là người khiến tất cả phải chú ý bởi sức mạnh cú đấm và bởi cái tên của anh ta, Deontay Wilder. Nếu tôi đấu với Wilder, bất kể tôi nói gì, thì tôi sẽ hơi lo lắng và nghĩ rằng, được rồi, hãy xem sức mạnh của anh ta ra sao. Tôi nghĩ đó là một trận đấu tuyệt vời. Tôi nghĩ Wilder sẽ thể hiện tốt ở hạng cân mới này, vì tôi nghĩ phần lớn các trận đấu của anh ta thua gần đây là do các võ sĩ quá to. Khi anh ấy đấu với những võ sĩ như Tyson Fury, người nặng hơn anh ta từ mười mấy đến hai mấy kg, giống như Gilles Jean, thì sức mạnh bùng nổ đó sẽ không giống nhau. Nếu bạn nặng 102kg và đấu với một người nặng 108kg thì cũng không tệ. Nhưng nếu bạn đang đấu với một người nặng 118 hoặc 120kg thì cân nặng sẽ lộ ra một chút vì các cú đấm sẽ bị hấp thu nhiều hơn. Tôi sẽ phải áp sát Wilder vì anh ta cao hơn tôi một chút và có thể có tầm với xa hơn. Tôi sẽ cần kết hợp cả phong cách của Tyson Fury và Joseph Parker để đánh bại anh ta. Chắc chắn tôi là người di chuyển tốt hơn và kỹ thuật tốt hơn. Tuy nhiên, Wilder vẫn rất khỏe mạnh, nên anh ta vẫn có thể mang đến nguy hiểm. Tôi cần phòng thủ tốt và tận dụng tối đa cơ hội khi có thể. Hy vọng với tuổi trẻ và sức mạnh vượt trội so với cân nặng của mình, tôi sẽ thực hiện được đúng chiến thuật và hạ gục anh ta vào khoảng giữa trận đấu, khi mà tuổi tác và những chấn thương tích lũy sẽ quay lại và làm khó cho Wilder. Tôi có nghĩ rằng Wilder đã qua thời kỳ đỉnh cao của mình hay không? Có, nhưng anh ta vẫn nguy hiểm và đã từng là nhà vô địch hạng nặng thế giới rồi. Trong trận đấu gần nhất của mình, Okoli đã hạ gục Rozanski chỉ trong một hiệp, còn Wilder đã thua knockout Gilles Jean. Có thể thấy rằng Okoli rất mong muốn được đấu Wilder. Lời thách thức này không phải bây giờ mới có. Trước đây Okoli đã từng nhắc đến Wilder rồi. Vậy phía Wilder phản ứng ra sao? Lần trước chúng ta không nghe thông tin gì từ Wilder, nhưng mới đây nhất, đội của Wilder đã có ý kiến. Hãy cùng nghe xem bom đồng phản ứng như thế nào. Quản lý Shelly Finkel của Deontay Wilder đã lên tiếng như sau. Cảm ơn Laurence Okoli vì lời đề nghị, nhưng chúng tôi không hứng thú với danh hiệu vô địch WBC Bridgeweight. Còn quá sớm để thảo luận về việc Deontay Wilder có giải nghệ hay không. Còn vào thời điểm này, Deontay Wilder vẫn chưa giải nghệ. Đây không phải lần đầu tiên phía Wilder chống lại những đồn đoán rằng tương lai của anh sẽ hạ cân với hạng Bridgeweight. Trước đây, từng có lần Wilder trả lời phỏng vấn về việc này. Sự nghiệp của tôi là trở thành một võ sĩ hạng nặng. Đó là lý do tôi theo đuổi, và đó cũng là lý do tôi kết thúc sự nghiệp của mình. Các đối thủ luôn nặng cân hơn tôi, nhưng sức mạnh của tôi bù đắp cho tất cả những điều đó. Như vậy là đội của Wilder đã cho quan điểm rất rõ ràng về việc có xuống hạng hay ở lại hạng nặng rồi anh em nhé. Không biết sắp tới thì Wilder sẽ thế nào đây, chứ đánh như trận gặp Gilles Jean thì thương Wilder quá. Thất bại trước Jean là thất bại thứ 2 liên tiếp của Wilder và là thất bại thứ 4 trong 5 trận đấu gần nhất của anh. Anh em đừng quên bấm like video và đăng ký hai kênh mới để ủng hộ bình luận viên Trần Hùng nhé. Kênh bình luận viên Trần Hùng tin tức khám phá và kênh nghệ thuật chiến đấu. Hẹn gặp lại trong các clip sau.